giáo án tu tập. Văn số 3, mặt B. Cõi dữ, cõi ác thú đó thì suốt cái đời chịu đau khổ triền miên, chính vì họ đã làm khổ chúng sanh và còn làm khổ người nữa. Bằng ngược lại, mà chúng ta không lúc nào mà chúng ta đánh đập hoặc làm đau khổ chúng sanh, cũng như mình đi mình tránh, mình không đạp con kiến gãy chân gãy giò, thì đó là mình không có làm đau khổ chúng sanh. Vô tình mình cũng làm đau khổ chúng sanh. Nhiều cái khi chúng ta thấy những cái con cuốn chiếu mà nó bò, con vật nó rất hiền lành, thấy thì nó chân cẳng nó nhiều. Nó không cắn, nó không làm cho mình đau khổ. Thế mà mình vô tình mình đi kinh hành, mình vô tình mình đạp trên nó nghe cái rớt, rồi nhìn lại mình thấy nó quằn quại, nó đau đớn. Trong người nó tiết ra một cái nước, mình thấy như là máu ở trong người của mình chảy ra. Mình thấy mình rất là thương xót, đau đớn. Một cái người tu hành của mình vậy, nhưng người ngoài thế gian họ có thấy vậy họ thương xót không? Họ còn lấy cây, lấy gậy gọc họ đập cho nó chết nữa. Con vật này dơ bẩn, con vật này thế khác, họ còn đập cho nó chết nữa. Chứ họ đâu có nghĩ như chúng ta nghĩ. Cho nên cái tâm của họ, do cái chỗ đó mà họ sinh ra làm người, họ rất là nhiều bệnh tật. Cho nên xét qua cái người nào mà sống trong thế gian này có nhiều bệnh tật, cũng đều do cái chỗ hành động mà chúng ta đã vô tình hoặc là hữu ý đó mà chúng ta làm đau khổ bằng tay bằng chân của chúng ta đối với chúng sanh. Như vậy thì khi mà được cái học cái bài này rồi á, thì chúng ta sẽ từ giả, tức là chúng ta sẽ từ bỏ, chúng ta dứt trừ cái hành động làm đau khổ chúng sanh. Nghĩa là con cái trong nhà của mình có sai, có làm không đúng cái gì đó, mình cũng không nên lấy tay mình tát nó nữa. Cái hành động mà làm cho nó đau, à sau này mình sẽ bị bệnh hoạn, thì nó lại càng đau biết bao nhiêu hơn. Đó, cho nên chúng ta tránh cho cái nghiệp khổ đau đó cho chính bản thân mình, thì mình đừng làm khổ đau ai cả hết. Vợ con nó có làm cái điều gì sai quấy do nhân quả để nó gặt hái, mình cũng không gì đó mà mình lại đánh đạp đánh nó, thì tạo cho chúng ta có cái nghiệp thân, chúng ta sau này sẽ mang lấy những cái bệnh hoạn khổ đau. Ngược lại, mà chúng ta thực hiện, chúng ta không làm đau khổ, không đánh, không đạp, không làm đau khổ chúng sanh như vậy, thì chúng ta không có bệnh hoạn, ít bệnh hoạn và không có bệnh hoạn. Nó thì chắc có lẽ là đời chúng ta, chắc chắn là chúng ta có nhiều sự kiện mà chúng ta đã làm đau khổ chúng sanh, chưa chắc đã là chúng ta không có người nào không làm đau khổ chúng sanh. Vì vậy mà chúng ta hiểu, đời trước chúng ta khi chưa biết Phật Pháp, chắc chắn chúng ta phải có làm những điều gì đau khổ. Cho nên hiện giờ thân của chúng ta phải có những sự bệnh tật không thể nào tránh khỏi, do nhân quả nghiệp báo mà chúng ta phải gia trả. Bây giờ chúng ta vui vẻ mà trả những cái bệnh tật, chứ đừng nên buồn. Có nhiều người cứ nghĩ rằng đời nay tôi làm lành làm thiện mà tôi đâu có gì làm ác đâu, tôi luôn luôn tôi thương xót mọi người, tôi làm việc từ thiện bố thí, mà sao thân tôi khổ như thế này. Trong tuổi trẻ lúc nhỏ chúng ta chưa hiểu biết, nhiều khi chúng ta bắt hai con kiến về chúng ta ngắt chân ngắt càng nó nữa. Và nhiều khi chúng ta đi ra biển bắt mấy con còng, mấy con giả tràng, rồi chúng ta chơi, chúng ta ngắt chân ngắt giò nó, đó là những cái mà chúng ta làm nó đau khổ vô tình. Nhưng mà bây giờ chúng ta thọ lấy những cái bệnh thì chúng ta trách ai đây? Có phải do từ hành động của chúng ta làm đau khổ chúng sanh mà bây giờ chúng ta phải thọ lấy những bệnh tật, thì chúng ta làm sao mà chúng ta than phiền trách ai? Đó là nói về cái thân bệnh của chúng ta, bệnh nhiều bệnh ít là do cái nghiệp làm đau khổ chúng sanh, mà trong cái bài kinh này Phật đã dạy rất rõ ràng. Bây giờ chúng ta tiếp tục nghiên cứu và đi tới để hiểu những cái gì mà chúng ta cần phải dứt bỏ đây. Rồi sau này chúng ta còn phải những pháp tu tập, đây là những cái điều kiện mà chúng ta cần phải hiểu để mà chúng ta dứt bỏ đây. Nếu một người đàn ông hay một người đàn bà tánh hay phẫn nộ, nhiều Phật ý bị nói đến một chút thì bất bình, phẫn nộ, sân hận, chống đối, tỏ vẻ phẫn nộ, bất mãn, đó là cái hành động mà cái tánh tình phẫn nộ đó, nghĩa là luôn 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 lúc nào cũng phật ý mình, ai nói ra cái gì cũng phật ý mình, cho nên
khi mà bị nói đến một chút á, thì sân ầm ầm lên, hẳn lên, sân dữ tợn lên, rồi tỏ vẻ chống đối đủ mọi cách, có thậm chí như còn đánh lộn với người khác nữa. Rồi nếu mà không á, thì bất mãn, không muốn ăn, không muốn ở trong cái nhà này nữa. Đó là những cái điều kiện mà tỏ vẻ như vậy đó. Do cái nghiệp đó thì cái người đó họ sẽ có những cái quả nào đây? Đây Đức Phật đưa ra để cho chúng ta thấy rất rõ ràng. Do nghiệp ấy đã thành tựu, tức là nó thành cái nghiệp rồi đó, thì khi cái thân này họ hoại, tức là họ chết, thì họ sanh vào cái cõi dữ, cõi ác thú, địa ngục, nghĩa là họ sanh vào cái cảnh giới khổ đau nhất mà Đức Phật gọi là địa ngục. Rồi sau đó họ được sanh làm người, mà khi làm người thì mặt mày họ thô xấu. Đó, bây giờ mình thấy người nào mà mặt mày mà không đẹp đẽ, không có trang nghiêm, không có những cái tướng vẻ tốt á, thì đó là những cái người đã có những cái sân hận, những cái phẫn nộ dữ tợn, cho nên họ mới có cái thân hình xấu, cái gương mặt xấu xí. Đó thì hôm nay cái bài kinh này để thấy, chúng ta thấy nhìn ở trong chúng ta, người nào mà có gương mặt xấu xí, có thân hình gù, có thân hình tật quyền, không được đẹp đẽ, tướng thì không được mà cao đẹp, thì do đó thì chúng ta thấy họ có những cái phẫn nộ, có những cái dữ tợn ở trong lòng của họ, có những cái bất mãn, có những cái sự bất bình, có những sự đối phó chống lại. Đó là họ tạo cho họ có cái thân hình xấu xí, họ tạo cho họ có cái gương mặt không đẹp đẽ, răng hô, mặt rỗ, hoặc là tráng dồ, tất cả những cái thân, cái mặt của họ là do những cái hành động dữ tợn, phẫn nộ của họ mà ra. Đây là con đường đưa đến để cho con người có một thân hình xấu xí. Ngược lại, chúng ta có những cái điều gì chúng ta không phẫn nộ, không phật ý, lúc nào chúng ta cũng nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ sanh lên làm người có cái gương mặt đẹp đẽ, tướng hảo, quang minh, không có còn xấu xí nữa. Đó là ngược lại con đường đưa đến chúng ta có được cái thân người đẹp đẽ, tốt đẹp. Đó thì như vậy, qua cái bài kinh này thì chúng ta thấy cái sự phẫn nộ, cái sự sân hận của chúng ta có tốt không? Không tốt. Vậy từ đây về sau chúng ta phải nỗ lực, nhất là người cư sĩ, chúng ta chung đụng ở trong gia đình quá nhiều, con cái, rồi vợ con, rồi tới bè bạn, rồi tới hàng xóm, những người thân, thậm chí như cha mẹ, thì chúng ta thấy rằng cái phẫn nộ này nó sẽ đem đến cái hậu quả cho chúng ta là những con người tật quyền xấu xí, không có còn đẹp đẽ nữa. Cho nên chúng ta phải nỗ lực mà thực hiện, đừng có phẫn nộ, đừng có sân hận, mà luôn lúc nào chúng ta cũng nhẫn nhục, tùy thuận, bằng lòng trong mọi hoàn cảnh, mọi ý nghĩ của người khác, mọi tư tưởng của người khác. Thì như vậy chúng ta sẽ tự tạo cho mình sau này có một thân hình rất là đẹp đẽ. Đó là cái sự so sánh trong những cái bài pháp này, là cái bài pháp để cho người cư sĩ tu. Bởi vì tu trong các đối tượng của mình nó có sẵn sàng. Còn người tu sĩ giờ họ sống trong rừng, họ sống ở trong cái cảnh như mình đây, làm sao có sân hận, có phẫn nộ đâu. Cho nên trước khi mà chúng ta đi vào trong cái cảnh xuất gia rồi, thì chúng ta đã thực hiện được những cái dứt trừ, những cái bỏ cái sân hận, cái phẫn nộ này. Thì như vậy là chúng ta đã tạo được cái duyên tốt cho gia đình, cho chính bản thân của mình, không làm khổ mình, không làm khổ người. Kế đến Phật dạy tiếp, nếu một người đàn ông hay một người đàn bà tâm tánh tật đố, ganh ghét đối với người khác, thấy người ta được quyền lợi, được sự tôn trọng, được sự tôn kính, cúng dường, đảnh lễ, thì mình sanh ra ôm ấp trong lòng cái tật đố, ganh tị đó, cái lòng mà như vậy đó, luôn luôn ôm ấp trong lòng của mình. Cũng như bây giờ thầy nói, ví dụ như quý thầy thấy ở trong huynh đệ của mình có người tu được, mình thấy mình tu dở hơn họ, mình đâm ra mình tức tối, hoặc là thế này thế khác, thì cái sự tức tối đó nó cũng là do cái lòng ganh tị. Nhưng mà cái lòng ganh tị đó nó có hai góc độ, một cái ganh ghét rồi tìm cách hại người khác, cái đó quá tệ.
một cái mình thấy mình thua, mình học hành thua người ta, cho nên mình ráng cố gắng mình học hành để cho bằng hoặc hơn, chứ mình không chịu thua. Thì cái ganh tị đó nó cũng có cái ganh tị, nhưng mà cái ganh tị đó tốt. Còn cái ganh tị kia là mình tìm cách mình dìm người ta, mình hại người ta, mình thấy người ta hơn mình không muốn họ hơn, mình đem ra mình nói xấu họ, người này cho với người kia, người đó như thế này thế khác, làm cho người ta bị người khác chê cười này kia nọ, mình đặt ra thế này thế khác, mình vu khống họ bằng mọi cách, thì mình sẽ tạo nên cái nghiệp đó như thế nào. Ở đây Phật có dạy cho chúng ta thấy rõ, do nghiệp ấy đã thành đạt, tức là nó thành tựu được cái nghiệp ấy, nó trở thành cái nghiệp rồi. Khi mà mình có những cái tâm mà thật đố ganh ghét như vậy, nó đã thành cái nghiệp, thì lúc bây giờ cái thân mình, thân ngoại mạng chung này, mình cũng sẽ sanh vào những cái cõi giới ác thú, nghĩa là sanh làm những con thú dữ. Và cái cõi giới dữ và địa, và xa xuống địa ngục để thọ lấy những cái quả khổ ganh tị đó. Nghĩa là mình ganh tị, cái lòng ganh tị đó mình làm ra những cái hành động, mình vu khống hoặc là mình tạo cái thế này thế kia để cho người đó, cái người mà mình bị ganh tị đó, họ đều thọ lấy những cái sự đau khổ rất nhiều và những hành động ác đó, thì mình phải gánh chịu ở trong cảnh địa ngục, bị người ta hành hạ, bị người ta làm cho mình cũng đau khổ đủ điều. Sau khi thọ lấy những cái quả khổ đó hết rồi thì mình sanh ra làm người. Thì mình sanh ra làm người á, thì con người của mình á, nó không có quyền thế, hoặc là có quyền thế rất nhỏ, không có quyền thế lớn, nghĩa là không có cái người ta tin tưởng mình nhiều, không có cái thế lực lớn để cho mình làm những công việc lớn được. Mình hầu như là không có quyền thế, mà có được thì có rất nhỏ, rất ít. Đó là con đường đưa đến không có quyền thế. Đó, con đường mà mình ganh ghét thật đố người khác á, nó tạo cho cái mình tu hành cũng chẳng ra gì, chẳng đưa đến đâu hết. Cho nên vì vậy đó, khi chúng ta hiểu biết được cái này, do đó chúng ta không ganh tị ai hết, không nói xấu ai hết. Mình nói xấu người khác tức là có lòng ganh tị rồi. Mình phải thấy được cái điều này rất rõ. Cho nên thí dụ như bây giờ mình thấy người đó mình không ưa, thì mình nói cái người đó như thế này thế kia, thì cái đó là ganh tị. Chẳng hạn nào như bây giờ thấy cái ông thầy đó có một cái chùa tốt, thầy thì không có, cho nên thầy ganh tị cái chùa tốt ông ta, thầy nói ông ta thế này thế khác, thì đó là cái lòng ganh tị của thầy. Vì vậy mà từ đó cái uy thế của thầy, cái từ đó cái quyền thế của thầy lần lần nó nhỏ đi, đến khi nó mất, nó không còn có nữa. Còn mình không nói ai, mình không có ganh tị ai hết, thì càng ngày cái mọi người ta xét thấy, thì cái quyền thế của mình, cái lòng tin của mình đối với mọi người càng nhiều lên. Mà càng cái lòng tin của mọi người càng nhiều lên, thì cái quyền thế của mình nói ra lời nói có thế có thần, người ta tin tưởng ngay liền, cho nên nó có cái lực. Còn mình nói cái mình ganh tị, mình nói những cái điều mà làm cho cái mình chê bai cái người này, chê bai người kia, đó là cái lòng ganh tị của mình. Ví dụ như thầy bây giờ dạy về pháp giới định tuệ, có người dạy thiền tông độ, thầy nói thiền tông độ không đúng sai, thì hoặc là thế này thế khác, đó là cái lòng ganh tị của thầy. Hoặc là thầy nói thiền công án sai, hoặc là thầy nói đại thừa sai, hoặc là thầy nói niệm Phật sai, thì cái đó là cái lòng ganh tị của thầy. Bởi vậy chúng ta hễ mà chúng ta đặt thành một cái vấn đề bảo rằng sai, thì đó là chúng ta đã có tâm ganh tị. Mà đã có tâm ganh tị thì chúng ta sẽ lần lượt chúng ta sẽ mất cái quyền hạn của chúng ta, và từ đó không ai còn tin tưởng chúng ta nữa. Cho nên khi mà quý thầy thấy rõ ràng, khi mà những cuồng văn mà thầy dạy cho chúng ở đây á, hầu như là thầy phá cái chấp của họ trong những cái đường lối tu mà nó không đúng cái đường lối tu giới định tuệ ở đây, cho nên thầy phá chấp của họ. Mà mỗi lần phá chấp như vậy á, quý thầy thấy rằng khi cuồng văn nào thầy cũng cấm không cho lưu hành. Tại sao vậy? Tại vì cho lưu hành như vậy tức là mình bài bác người ta, mà bài bác người ta thì tức là tâm ganh tị của mình. Cho nên do đó mà những cuồng văn mà thầy dạy cho chúng ở đây, để người ta chuyên vào giới định tuệ, người ta tu hành, vì vậy mà người ta không có còn lầm lạc cái đường khác nữa. Do vì vậy mới có những cái lời nói mạnh bạo. Mà lời nói mạnh bạo thì nếu mà đem phổ biến lưu hành ra những cái lời nói này thì đương nhiên người ta sẽ xem thấy mình, và chính để tỏ lòng mình là đang ganh tị. Cho nên thầy rất cấm bạc là không được lưu hành. Thế mà lần lượt rồi
là các vị cũng lén để cho nghe người kia nghe. Ở đây cái mục đích của thầy là nhằm dạy chúng ở đây để tu hành, chứ không phải đem ra cho người khác nghe. Không được phổ biến những cái lời thầy dạy. Bởi vì trong thế gian này về Phật pháp thì có nhiều đường lối tu tập, mà nếu mà đứng ở góc độ mình mà chê góc độ người khác, đó là cái người sai, người không đúng. Người ta tu được một ở trong cái pháp nào của Phật, nó cũng đem đến cái lợi ích cho họ. Họ đâu lý nào họ tu theo cái pháp của Phật mà họ làm một cái điều ác. Cho nên chúng ta thấy mỗi pháp đều có cái lợi ích, nhưng đi đến cái mức cuối cùng để đạt được cái mục đích cuối cùng của đạo Phật có tới đó hay không thì đó là tùy cái phước báo, cái duyên phước của họ ở trên cái pháp môn đó. Còn chúng ta mà có đạt được đến cái mục đích cuối cùng đó thì đó là cũng là cái phước duyên của chúng ta mà thôi, chứ không phải chúng ta hơn thua với họ, không phải chúng ta ganh tị với họ. Ai có duyên thì với pháp nào thì chúng ta tu pháp ấy, mà pháp ấy nó cũng có lợi ích dù nhiều, nó cũng đem đến cho sự tu tập của chúng ta. Vì thế mà trên cái bước đường tu tập mà thầy nhắc quý thầy, khi chúng ta được học tu ở đây và giữ gìn được giới luật của mình nghiêm túc ở đây, thì chúng ta không nên, thứ nhất là không nên khoe khoang, thứ hai là không nên lấy cái giới luật, cái thiền định của chúng ta đã làm được ở đây mà chê bai chỉ trích người ta tu không đúng. Cái điều đó là cái điều thầy rất đại kỵ. Người tu sĩ mà đúng đắn của đạo Phật thì chúng ta phải biết được cái lòng ganh tị, cái tật đố này là cái xấu, là cái tệ, chứ không phải là cái tốt đẹp. Và cái nhân quả của nó sẽ làm cái người đó mất uy tín, không còn cái thế lực, không có cái quyền lực nữa, mất đi. Vì vậy mà chúng ta là những người tu để thắp lại cái ngọn đèn của Phật pháp, để thắp sáng lại cái ngọn đèn, ngọn đuốc của Phật pháp, thì chúng ta cần phải lưu ý về cái phần tu tập này. Tâm không được đố kỵ, không được ganh ghét một pháp nào trên thế gian này, dù pháp đó của một tôn giáo nào cũng vậy. Cho nên ngày xưa Đức Phật rất là cấm kỵ là khi người ta hỏi để tu thì cùng cực lắm thì Đức Phật mới đem ra giảng, chứ không có bao giờ muốn tranh luận và hí luận. Phật cấm các đệ tử của mình không được tranh luận, không được hí luận với ai. Dù người ta có chê bai mình như thế nào, mà mình biết rằng con đường mình tu là giải thoát, là đem đến sự hạnh phúc cho bản thân mình và cho những người xung quanh. Vì vậy mà mình không nên đố kỵ, không nên ganh ghét ai cả hết. Ngược lại thì chúng ta không tật đố, không ganh ghét ai hết, thì chúng ta sẽ có quyền thế lớn. Đó, thì quý thầy phải nghe cái lời thầy dạy là mình không chê bai ai hết, thì cái quyền thế, cái uy tín của mình càng ngày càng to lớn. Còn mình chê bai, rỉ tai nói người này, rỉ tai nói người kia, thì cái quyền thế mình càng ngày bị mất đi, cái uy tín của mình càng ngày càng mất đi. Thí dụ như trong huynh đệ chúng ta chúng ta có những người mà chúng ta không hòa hợp nhau được, rồi chúng ta đem ra nói thầy đó dày, thì tức là chúng ta đã tự hại cái quyền thế của mình, cái uy quyền của mình sẽ tự làm mất. Vì điều mình nói ra người ta sẽ nghe mà người ta không phải tin mình ngay liền, mà người ta còn suy nghiệm, không ai mà nghe mà người ta tin liền đâu. Cho nên quý thầy cẩn thận là chúng ta không nên đem một cái người nào huynh đệ chúng ta mà nói ra. Mà nói ra thì coi chừng chúng ta vì lòng ganh tị hoặc vì một cái gì bất mãn, không ưa nhau, rồi chúng ta nói ra, rồi chúng ta tự mình giết mình, chứ không phải giết người đó đâu. Vì người đó người ta còn quan sát, người ta xét, mình nói ra người ta còn theo dõi cái người đó coi đúng không. Nếu mà thấy người đó không đúng như lời mình nói thì nó ngược lại, nó sẽ giết mình. Cái lời nói của mình nó tự giết mình chết đi, nó làm cho mình mất uy tín với mọi người, làm cho mình không còn ai tin tưởng mình nữa hết. Đó là một cái bài học để chúng ta hôm nay thầy răn nhắc những cái bài học mà hôm nay cái giáo án của Đức Phật đã đem cái bài này để mà giảng dạy chúng ta. Đó là chúng ta phải biết nó là có cái ngầm, là cái
ngã của chúng ta là cái tâm tật đố ganh ghét, là cái ngã của chúng ta đồ sộ nó mới có những cái tật đố ganh ghét. Vì vậy mà chúng ta phải thực hiện từ bỏ cái tâm này luôn luôn, lúc nào không bao giờ nói xấu ai hết. Nghĩa là ai làm nhân nào thì họ đặt quả nấy, chúng ta hoàn toàn không đem nói ai hết. Ai làm gì mặc họ, chẳng biết gì đến ai. Nếu chúng ta đem rỉ tai nói người đó dày dày, người kia dày dày, là chính là cái người đó là người xấu. Cho nên chính thầy đã học Phật Pháp, một người nào mà nói với thầy người đó dày người kia dày, thầy làm thinh chứ thầy biết thầy đánh giá trị cái người nào rồi. À, chứ thầy đã không đánh giá trị cái người bị nói xấu đâu, mà thầy đánh cái giá trị cái người đang nói cho thầy biết. Thầy nói như vậy là quý thầy biết rằng thầy không phải là một cái người còn ở trong cái tâm phàm phu nghe lời những người khác. Chứ thầy thấy hầu hết là có một số người không sáng suốt ở chỗ này, khi nghe một cái người đó nói thì người đó liền tin thầy liền. Cho nên thầy nói như thế này để cho quý thầy biết, biết bao nhiêu người mà họ nói với thầy tâm từ về thầy, thầy là như thế này thế khác, nhưng thầy tâm từ có nghe không? Chắc chắn là thầy không nghe đâu. Bởi vì một bậc tu hành như Hòa Thượng Thanh Từ, chắc chắn là Hòa Thượng Thanh Từ rất là sáng suốt, vì những cái bài học này là Phật đã dạy. Một người mà đem cái người khác nói xấu cái người kia cho mình nghe, hoặc là nói cái người đó với mình có những cái này kia, nói xấu mình thế này thế kia, thì cái người mà được nghe đó họ có tin không? Nếu là một bậc tu thì họ không bao giờ tin đó, mà họ quay lại họ lại đặt câu hỏi rằng cái người mà đang nói xấu đó là cái người xấu. Đó thì quý thầy phải hiểu, thầy thì ở trong cái tâm niệm đó, cho nên thầy nghĩ rằng Hòa Thượng Thanh Từ cũng là con người ở trong tâm niệm đó, không phải là bậc chân tu mà người ta theo cái tâm tạng phàm phu nói đâu nghe đó, tin đó đâu, không bao giờ tin. Đó thì hôm nay thầy nói để cho quý thầy rút rỉa những kinh nghiệm. Nhiều khi thầy thấy cái tâm của quý thầy còn yếu đuối, rồi cái tâm mà nghĩ đến thương thầy, vì mình theo thầy mà nghe người ta phỉ báng thầy mình, cho nên mình bảo vệ bằng cách này bằng cách khác cũng sai, không đúng. Là tại sao? Tại vì cái bảo vệ đó nó không đúng, người ta nói gì nói mặt, không bảo vệ gì hết, để cho người ta sẽ thấy được. Và cái người mà đệ tử của thầy không lý luận thầy tôi dày dày khác, thì cái đó là cũng là cái sai. Người ta nói mèo khen mèo dày đuôi, không như bây giờ quý thầy học thầy ra nói thầy tôi tu dày 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 khen thầy như là ông Phật vậy đó, thì người ta có tin không? Người ta đâu có tin quý thầy. Quý thầy là đệ tử của thầy, cho nên người ta không tin. Người ta còn phải thấy thật, người ta còn phải chứng nghiệm thật. Mà chứng nghiệm thật bằng cái gì? Bằng cái mà quý thầy quên quang khoe thầy như vậy, là người ta thấy học trò của ông thầy đó như vậy, quên quang ông thầy như vậy, thì ông thầy đó cũng như vậy mà thôi. Các thầy phải hiểu điều đó. Cho nên người ta đánh giá trị ngược lại, một cái người trí người ta đánh giá trị ngược lại khi mình quên quang khen ông thầy mình. Còn trái lại, người ta khen người ta chê mặt, rồi đây các người sẽ thấy hiểu biết được. Do đó người ta thấy cái người đệ tử của thầy, trước cái lời mà người ta phỉ báng thầy mình, vẫn âm thầm vui vẻ, không có buồn, không có tức giận gì hết, thì biết rằng cái hạnh tu của những bậc này không phải thường. Còn thấy người ta mạ nhục thầy mình, nói thầy mình thế này thế khác, mình sùng lên, kia thì ở ngoài thế gian người ta cũng vậy, có hơn gì mình đâu. Cho nên hôm nay những cái bài học này là bài học của những người cư sĩ, để chúng ta biết, chúng ta giữ gìn, nhất là những người cư sĩ thường tiếp xúc. Còn chúng ta là những bậc tu sĩ xuất gia, chúng ta ít tiếp xúc đời, cho nên chúng ta không có cái khen chê đó. Nhưng những người cư sĩ đến với thầy rồi về sống trong gia đình, nhiều khi nghe người ta chạm đến thầy mình là sùng tức lên liền. Do cái bài học này là bài học của những người cư sĩ còn tại gia, muốn bảo vệ thầy mình chẳng bao giờ nói lời nào nói nặng, họ nói gì mà còn mọi người để phán xét, chứ đâu phải nói ra rồi người ta tin theo cái lời ông đó đâu. Cho nên quý thầy phải hiểu biết ở cái chỗ mà thầy dạy ra, là mỗi chúng ta đều phải thực hiện ở cái quay nghi tế hạnh, cái đức hạnh của chúng ta ở chỗ đó. Nhân cái bài dạy vì người cư sĩ tu tập ở giai đoạn thứ nhất này, thì quý thầy sẽ hiểu biết được cái chỗ mà trích dẫn ra những cái lời Phật dạy này, để nhằm mục đích để chúng ta thực hiện được cái đức hạnh của một người cư sĩ là đệ tử của Đức Phật. Nếu một người đàn ông hay một người đàn bà tâm lòng ích kỷ, nhỏ mọn, không bố thí, không san sẻ, nghĩa là cái người mà nhỏ mọn ích kỷ, không có bố thí, không có san sẻ, không cúng dường á, luôn luôn lúc nào một đồng
Thí dụ như 10 đồng, 9 đồng là kiếm thêm đồng nữa để cho được 10 đồng. Tiết kiệm, không dám xài. Không dám xài phí. Thì cái người đó là cái người không có bố thí, không có lòng rộng rãi. Thì cái người này họ chết đi, họ sanh vào, sanh làm người, thì con người của họ nghèo khổ, tài sản của họ không có, mà có đi nữa cũng chỉ có rất nhỏ. Đó là hiện bây giờ mà chúng ta thấy ở trong cái xã hội chúng ta, những người mà nghèo khổ, rất rưới lang thang, không nhà không cửa, hoặc là có chút ít tài sản đủ ăn qua ngày đó, thì những cái người đó là trước là cái lòng ích kỷ, hẹp hòi, không có biết bố thí san sẻ. Không phải chúng ta nghèo mà chúng ta không bố thí được, do cái lòng chúng ta đâu phải cần phải chúng ta nhiều tiền nhiều bạc. Ví dụ như bây giờ chúng ta nghèo, chúng ta không có, mà chúng ta thấy một cái người đó nghèo hơn mình, khổ hơn mình, hoặc là đang cơn đói, mình chỉ cần cho họ một bát cơm, mình chỉ cần san sẻ họ, cho họ đồng bạc, là trong cảnh nghèo của mình mà đồng bạc nó quý hơn là một người giàu bỏ ra 1 triệu bạc. Cái lòng của chúng ta, cái lòng mà cái người nghèo mà san sẻ, thì cái tâm mà biết san sẻ, biết bố thí, biết cúng dường đó, nó làm cho cái người đó nó sẽ sống ở trong cái cảnh đầy đủ và giàu sang, có của cải tài sản lớn. Cho nên khi mà chúng ta ích kỷ bỏng sẻn, tiện tặng, không dám bỏ ra cho ai hết, để có bao nhiêu thì mình chi dụng cho mình, cho gia đình mình, thì cái người đó sẽ sanh lên một kiếp tới, ngay trong kiếp này họ chắc mốt từng đồng chứ chưa chắc đã họ làm giàu được. Thế rồi cái kiếp tới của họ, họ lại còn nghèo khổ hơn, và tài sản họ chẳng có gì, có chăng cũng chỉ chút ít mà thôi, cho qua ngày trong cuộc sống của họ. Đó, ở đây Phật đem cái bài này để thấy rằng cái sự mà muốn chúng ta được làm giàu, được có tiền nhiều là do có sự bố thí, có cái sự san sẻ, có cái sự giúp cho những người bất hạnh ở trong xã hội của chúng ta. Do vì vậy mà con đường này, cái hành động này sẽ đưa đến cảnh nghèo khổ của con người. Và cái hành động mà ngược lại, mà bố thí, san sẻ, mà cúng dường, hành động đó sẽ đưa chúng ta đến có tài sản lớn, giàu sang, tiền của đầy đủ, không bao giờ thiếu ăn, thiếu mặc. Đó, thì so sánh được như vậy, thì chúng ta trong cảnh nghèo, chúng ta vẫn bố thí. Cho nên xưa có một bà già đi ăn xin, bà rất nghèo. Trong bữa hôm đó bà chỉ đi xin mà không được gì hết. Nhưng ông Ca Diếp ổng thấy cái bà già này cần phải độ bà, mà bây giờ bà nghèo quá, không bao giờ bà biết bố thí cho ai hết. Bà đi xin mà bà không có đủ ăn, mà làm sao bà bố thí được. Cho nên ông Ca Diếp ổng mới nghĩ tìm mọi cách để làm sao cứu bà này thoát ra cái khỏi cảnh mà nghèo đó. Cho nên ổng đến, ổng mới xin bà hãy bố thí cho tôi, thì bà sẽ được giàu sang, bà sẽ được sung sướng, bà sẽ được đầy đủ hơn. Bà hãy bố thí đi, bà có cái gì bà bố thí đi. Bà nói tôi xin hồi sáng tới giờ không có một đồng xu điếu nào hết, làm gì mà tôi bố thí được ông, tôi còn đói gần chết mà làm sao tôi cho ông được. Thì ông Ca Diếp ông nài nỉ, bà hãy bố thí đi, bà hãy bố thí cái gì mà bà có, cái gì mà bà có trong người của bà, cái gì mà bà có ở trong lòng của bà hãy bố thí. Bà nghe ông thầy này, ông nài nỉ bà bố thí bằng cách rất là tha thiết, cho nên bà mới quỳ xuống. Bà nói bây giờ bà có tấm lòng của bà biết bố thí cho ông mà thôi. Bà dưng hai bàn tay lên đối với ông Ca Diếp. Thì ông Ca Diếp ông nhận cái sự bố thí của bà với cái tấm lòng thành của bà, chứ chẳng có đồng xu điếu nào hết, hoàn toàn chẳng có vật gì hết. Nhưng đêm hôm đó thì bà chết, bà được sanh lên cõi trời. Bây giờ bà đã hưởng đầy đủ, cái ăn cái mặc gì cũng được đầy đủ. Đó thì chúng ta thấy chỉ có một cái lòng bố thí, có một chút như vậy mà đối với một bậc A-la-hán, thì ngay đó cái phước báo rất là lớn, rất là vĩ đại, được sanh lên cõi trời liền tức khắc. Thì qua một cái chuyện mà bố thí này, chúng ta người cư sĩ cũng cần phải học. Học để làm gì? Để chúng ta biết bố thí, để chúng ta biết san sẻ trước những cái cảnh khổ. Mình khổ, còn có người khổ hơn. Mình còn có mấy nhà, còn người ta ngủ ngoài hè phố, người ta còn ngủ dưới gầm cầu, mình còn sung sướng hơn. Do đó mình hãy bố thí cho họ một nắm cơm, một đồng bạc,
mặc dù mình đang trong cảnh rất là bướng bách nghèo khổ. Mình cúng dường cho những bậc chân tu giữ đức thanh tịnh, thiền định sâu màu, thì cái công đức thành tâm cúng dường đó nó sẽ đưa đến chúng ta có sự đầy đủ cơm ăn áo mặc hơn. Nhớ cái hạnh bố thí là cái điều rất tốt để giúp cho đời hiện tại cũng như mai sau chúng ta mãi mãi đầy đủ cơm ăn áo mặc không thiếu. Đến đây chúng ta sẽ học thêm một bài nữa. Nếu một người đàn ông hay một người đàn bà tánh tình ngạo nghễ, kiêu mạn, không tôn kính những bậc đáng tôn kính, không biết nhường chỗ ngồi, nhường lối đi cho những người già yếu bệnh tật đó, thì bắt đầu bây giờ chúng ta thấy cái tánh tình mà ngạo nghễ, kiêu mạn là cái tánh tình rất xấu. Nó sẽ đưa cái nhân quả nào đây, nó sẽ đến cái chỗ nào đây? Đây chúng ta sẽ thấy con đường này, do nghiệp ấy thành tựu, tức là trở thành cái thói quen ngạo nghễ, kiêu mạn đó. Sau khi thân hoại mạng chung, người ấy được sanh về nơi ác thú đọa xứ trong cảnh khổ đau. Sau khi lên làm người, sanh trong gia đình hạ liệt, ăn học không đến nơi đến chốn, thường làm những việc lao công cực khổ, bị người khác sai khiến sai bảo. Đó là con đường đưa đến những gia đình hạ liệt nghèo khổ. Nó thì nếu mà đời nay mà chúng ta ý mình có tiền có bạc, ý mình có thế lực này kia, mình ngạo nghễ, hoặc ý mình có học hành này kia, mình kiêu mạn coi người ta không ra gì, ý mình tu hành tốt mà người khác tu hành không ra gì, mình có vẻ tự kiêu tự đại của mình, ngạo nghễ của mình, thì cái hành động này, cái nhân quả này, thì chúng ta sẽ, cái nghiệp này nó sẽ đưa chúng ta đi đến vào con đường sanh ở trong những cái gia đình hạ liệt, làm chúng ta không đủ phương tiện để đi học. Hạ liệt làm sao chúng ta có tiền, mà gia đình hạ liệt làm sao có sự hiểu biết, cho nên làm sao cho con mình đi học cho đầy đủ, làm sao cho có đủ duyên mà để tu hành. Cho nên tất cả những cái này là do cái tánh kiêu mạn ngạo nghễ của chúng ta mà đưa chúng ta để đến cái lối này, làm cho cái đời của chúng ta kế tiếp nó sẽ là bước đường rất là đau khổ, không bằng ai hết trong xã hội này. Ngược lại thì quý thầy thấy rất rõ là nếu mà chúng ta giết cái tánh kiêu mạn ngạo nghễ, mặc dù chúng ta sống ở trong gia đình rất là giàu sang, chúng ta không kiêu mạn ai hết, không khinh chê ai hết, chúng ta học hành giỏi, chẳng kiêu mạn, chẳng ngạo nghễ hơn ai hết, rồi chúng ta có làm những cái nghề nghiệp kinh tế dồi dào, chúng ta cũng chẳng khinh chê ai hết. Nghĩa là mình phải xét thấy qua cái những cái nhân ác nhân thiện, qua những cái hành động bố thí của người ta, do đó mình luôn luôn lúc nào cũng khiêm hạ, từ tốn, không có kiêu mạn, không có ngã mạn trước mọi cái mọi người, mọi hoàn cảnh. Thì lúc bây giờ chúng ta sẽ sanh vào ở trong những cái gia đình cao quý, giàu có, đó là con đường đưa đến gia đình. Khi mà mở mắt chào đời thì chúng ta sanh ra ở trong cái gia đình có học thức, có cao quý, có tiền bạc, có đầy đủ những quyền thế. Đó là nội nục, cái tánh ngã mạn, kiêu căng của chúng ta. Mà hầu như là thầy thấy hầu hết là chúng ta sinh ra mọi người đều có cái tánh ngã mạn, kiêu căng đó, hoặc là ngầm, hoặc là lộ ra cho mọi người thấy. Thì tất cả những cái này là những cái đưa đến cho cái con đường mà chúng ta hạ liệt hay là cao quý là ở chỗ này. Cho nên những cái lời dạy của thầy ở đây á, là hầu như giúp cho quý cư sĩ phải thấy rõ được cái con đường tu tập của mình, để cho mình dứt bỏ cái tâm ngạo mạn, cái tâm ngã mạn của mình đi, ngạo nghễ ngã mạn của mình, đừng có xem thường ai hết. Bởi vì ai cũng là một con người, thậm chí như đối với một con vật mình cũng thấy nó bằng mình, vì Phật đã nói tất cả chúng sanh đều có Phật tánh, tức là đều có sự bình đẳng với nhau đó. Đó, cho nên vì vậy mà chúng ta đối với sự mọi người, cũng như người nghèo, người khổ, người bệnh tật, tất cả mọi người, dù là họ xấu tốt gì, tất cả đều là do nhân quả của họ, chúng ta hoàn toàn là không khinh chê người nào.
mà khinh chê thì tức là có ngã của chúng ta, mà có ngã chúng ta thì coi chừng cái kiêu căng ngã ngạo nghễ của chúng ta sẽ theo đó mà ra. Cho nên từng đó chúng ta phải thấy cái nghiệp của chúng ta, cái nhân nào nó sẽ yêu cảm cái nghiệp ấy mà nó đưa chúng ta đi đến cái khổ sở. Sau khi quý thầy đã nhận thấy nghiệp dẫn đi trong luân hồi, trong cảnh giới khổ vui, hạnh phúc hay bất hạnh, giàu sang tốt xấu đều do nghiệp dẫn đi. Nghiệp là gì? Nghiệp là những hành động thân khẩu ý của quý thầy tạo ra. Đó, quý thầy thấy cái nghiệp nó do từ đâu mà có, nó đi từ cái miệng của mình, cái thân của mình, cái ý của mình mà nó ra, mà nó tạo ra những cái mà thầy đã nói ở trên, để tạo chúng ta ở chỗ hạnh phúc an vui, hay hoặc là chỗ đau khổ, hay hoặc là chỗ trường thọ, chỗ yếu tứ. Đó là những điều mà chúng ta đã thấy. Vì vậy mà chúng ta phải phòng hộ, giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình rất là cẩn thận kỹ lưỡng. Cho nên Phật dạy chúng ta gọi là thánh phòng hộ, nghĩa là chúng ta phải phòng hộ nó đúng mực của nó, luôn luôn lúc nào cũng dè dặt cẩn thận giữ gìn mắt tai mũi miệng thân ý của mình, nhất là thân khẩu ý của chúng ta, là ba nơi hành động của thân của chúng ta để tạo thành nghiệp. Ác đem đến cho quý vị khổ đau, do đó quý vị phải học thập thiện và sống đúng thập thiện. Đó, bây giờ người cư sĩ họ phải tu tập cái gì, họ phải học cái gì đây? Họ phải học thập thiện, tức là 10 điều lành. Họ phải sống đúng trong 10 điều lành. Đó, bắt đầu quý vị đã nghe cái nghiệp của quý vị rồi chứ, những cái hành động mà tạo cho quý vị đưa đến quý vị khổ đau thế này thế khác mà kinh Phật đã dạy chúng ta như vậy. Thầy trích ra những cái này, thầy giảng thêm để cho quý vị thấy hiểu rất rõ về cái nghiệp nó từ đâu mà có. Và bây giờ chúng ta đại khái nó rất nhiều, chứ nó không phải có những cái phần này không đâu. Bởi vì nếu mà được thầy giảng về nhân quả luân hồi á, thì nói về nhân quả thì nó có những cái bài, cái hành động của quý vị làm cái gì thì nó sẽ có cái nghiệp đó đến với quý vị, có cái nhân quả của nó đến với quý vị. Thì ở đây thuộc về những cái bài này nói nghiệp, chứ thực ra thì đó là nhân quả đó. Cái nhân quý vị làm cái gì thì cái quả quý vị phải thọ lấy cái đó. Như cái nhân của mình ngạo nghễ, kiêu mạn, thì mình sẽ sanh được vào trong cái quả của mình là phải sanh vào cái nhà nghèo khổ hạ liệt. Còn cái nhân của mình không kiêu mạn, không có ngạo nghễ, không khi dễ ai hết, thì cái nhân đó mình sẽ sanh được vào ở trong cái nhà quyền quý, cao quý. Thì quý thầy thấy cái từ đó mà chúng ta suy ra, chúng ta thấy rõ ràng là nhân quả. Mà nhân quả thì đó là nó tạo thành cái thói quen, mà thói quen đó gọi là nghiệp. Thì như vậy là chúng ta biết được con đường như vậy, thì chúng ta là những người cư sĩ, chúng ta phải tiến tới học thập thiện, rồi sống đúng thập thiện. Thập thiện tức là 10 cái điều lành, mà 10 cái điều lành này là của người cư sĩ. Mà Đức Phật nói 10 cái điều lành này là để tạo cho chúng ta một cái hướng sanh về quả trời. Thập thiện tức là những cái vị trời đều là những người sống ở trong thập thiện hết, cho nên mới được sanh về cái cõi đó. Cho nên trời là phải sống thập thiện. Vì vậy mà cái người cư sĩ chúng ta còn tại gia, chúng ta chưa phải xuất gia, thì chúng ta phải tu học và tập luyện sống cho đúng thập thiện. Kể đôi quý vị phải tu tứ chánh cần. Nếu mà muốn thực hiện thập thiện cho đạt được thì cái pháp tứ chánh cần quý vị phải tu tập. Quý vị phải thấy được cái đường lối của đạo Phật. Nếu mà quý vị học hiểu được thập thiện mà quý vị không tu tứ chánh cần á, thì quý vị chẳng hề mà thực hiện được thập thiện, tức là quý vị không sống được thập thiện. Và quý vị phải giữ gìn ngũ giới. Lúc bây giờ quý vị phải được người ta trao cho quý vị những cái giới để cho quý vị nghiêm chỉnh, thì cái hạnh phúc của gia đình của quý vị sẽ mãi mãi suốt đời không còn khổ đau, không còn phiền não nữa. Chấm dứt, nghĩa là vợ nói chồng nghe, chồng nói vợ nghe, không bao giờ mà có cái sự cãi rầy rà ở trong gia đình. Con cái rất là hiếu thảo. Ở đến đây thì quý vị thấy rất rõ, khi mà quý vị học thập thiện và sống được thập thiện thì quý vị phải tu tập tứ chánh cần. Mà phải tu tập tứ chánh cần thì trong tứ chánh cần quý vị thấy rằng cái giai đoạn mà ở đây Phật dạy đó, cái giai đoạn mà
tâm tứ chánh cần á, thì Đức Phật dạy dứt bỏ những gì phải dứt bỏ. Thì cái giai đoạn thứ ba là cái giai đoạn rất cần thiết cho cái người cư sĩ, nghĩa là mình cần phải dứt bỏ thôi. Thì tứ chánh cần như thế nào? Giảng sơ sau này thầy sẽ giảng thập thiện nè, thầy sẽ giảng tứ chánh cần để cho biết cách thức tu, bởi vì đây là một cái giai đoạn thứ nhất của người cư sĩ phải tu, mà nếu mà không biết pháp tu làm sao tu cho được đó. Cho nên muốn tu mà tứ chánh cần á, thì trong cái bài kinh Phật dạy nó rất đơn giản, nhưng mà giải ra thì nó không phải là đơn giản đâu, nó không đơn giản như quý vị hiểu đâu. Nghĩa là tứ chánh cần Phật nói các pháp ác á, thì chưa sanh á, thì chúng ta không cho sanh, mà đã sanh á, thì cần phải đoạn dứt, từ bỏ liền, không có cho nó tăng trưởng. Các pháp thiện á, chưa sanh á, thì chúng ta cho nó sanh, khởi lên cho nó sanh, mà nó đã sanh á, thì chúng ta tăng trưởng. Đó là gọi là tứ chánh cần, đơn giản thì chúng ta hiểu như vậy. Nhưng mà sau này thì thầy sẽ giảng cho cách thức chúng ta tu tập tứ chánh cần. Bởi vì nói về thiền định á, thì tứ chánh cần á, nó gọi cái tên của nó là định tứ cụ, là cái dụng cụ để tu thiền định sau này. Cho nên ngay từ cái người cư sĩ á, mà chúng ta tu tập tứ chánh cần này là chúng ta chuẩn bị cho con đường tu thiền định của mình sau này, chứ không phải gì khác hết. Mà chính tu tứ chánh cần này á, nó sẽ giúp cho chúng ta sống một đời sống thập thiện, sống đời sống 10 cái điều lành. Mà đời sống 10 cái điều lành này á, làm cho gia đình của quý vị, làm cho cuộc sống của quý vị, bà con chòm xóm của quý vị, làng xã của quý vị, xã hội của quý vị rất là an vui và hạnh phúc. Được học và hiểu Phật pháp. Được học và hiểu Phật pháp. Đến đây, sau những ngày áp dụng những bài học này vào đời sống của quý vị, quý vị sẽ thấy được một kết quả an vui, hạnh phúc, chân thật của đời sống con người. Bây giờ quý vị đến xin, nghĩa là lúc bây giờ đó, khi mà mình áp dụng được những cái điều này rồi, thì mình mới đến xin thọ tam quy ngũ giới, được một vị thầy đại diện cho ba ngôi tam bảo truyền tam quy ngũ giới cho mình. Còn nếu mình chưa được thì mình vô mình xin thọ tam quy ngũ giới, coi chừng mà mình phạm những cái lỗi rất lớn. Bởi vậy khi mà chuẩn bị cho người cư sĩ thì nó phải đâu ra đó hẳn hồi rồi mới thọ tam quy ngũ giới. Nhưng mà hiện bây giờ thầy thấy cái người cư sĩ muốn đến xin thọ tam quy ngũ giới thì họ nghiên cứu kinh sách một cách rất là bừa bãi, hiểu mà ham thích Phật pháp rồi vô xin thọ tam quy ngũ giới, chứ chưa có thông hiểu cách thức mà tu tập như thế nào hết. Cho nên mình chưa có giữ gìn được những cái hạnh, cái đức của mình cho nghiêm chỉnh như người đệ tử. Mình vô rồi bắt đầu từ đó mình muốn tu tập sao, nhiều khi mình tu tập cũng không có thành ra được cái vấn đề gì nữa hết. Nghĩa là thọ tam quy là có tam quy vậy, chứ còn thiệt ra chưa có hẳn là mình sống đúng như Phật pháp tăng được. Mình thọ tam quy tức là mình nương theo ba ngôi tam bảo, thế mà mình không có theo ba ngôi tam bảo mình sống, ông Phật sống như thế nào, mình có sống được chưa? Chưa. Vậy mình thọ tam quy là thọ làm sao? Còn ngũ giới thì có người thì khi mà thọ ngũ giới nó con bị ghiền rượu, thôi con xin để cái này con tập tu từng lần, chứ bây giờ con không dám hứa rằng con sẽ giữ gìn cái giới cái giới uống rượu này được. Thầy thấy có nhiều người họ khi mà hỏi họ coi cái giới thứ năm này có giữ được hay không, họ nói cái giới này con giữ chưa được vì con còn ghiền rượu, để chừng nào con bỏ rồi con mới giữ được, thôi bây giờ cái giới này để con từ từ sau rồi con giữ. Mà bây giờ năm cái giới như vậy đó mà mình không chuẩn bị cho mình, mà mình đến đó mình còn hứa hẹn để cho mình tu từ từ, thì chắc chắn là cái người này không bao giờ từ từ được hết. Và đồng thời họ cũng xem thường tam quy ngũ giới của Phật là một cái điều lành, là một cái pháp môn để đem lại cái đời sống cho cái người cư sĩ hạnh phúc và an vui trong cái gia đình của họ. Những gì của Phật pháp đều là đem lại cái sự giải thoát, đem lại cái sự an vui. Mà chúng ta đi đến với Phật pháp thọ tam quy ngũ giới rồi, thầy thấy gia đình mà gọi là Phật tử thọ tam quy ngũ giới rồi, thầy thấy lộn xộn chứ chưa hẳn đã là có cái trật tự, có cái hạnh phúc trong đó. Cha vẫn rầy mắng con, không có tìm hiểu con mình như thế nào hết. Con thì cãi lại là cha mẹ, muốn đi chơi là đi, muốn ngang dọc như thế nào cũng không có cần thiết cha mẹ. Vợ con cái thì ở nhà,
có những cái gì thì rầy rà, giận hờn, canh chẳng ngon mà cơm chẳng lành, nó đủ thứ ở trong gia đình. Thế mà người nào cũng đến quy y Tam Bảo Ngũ Giới, người nào cũng có pháp này pháp kia dãy đầy. Thế mà cuối cùng thì cái giải thoát đem lại cái đời sống cho họ khi họ là cái người mà đã thọ Tam Quy Ngũ Giới. Cho nên thầy thấy thiệt là quá đau khổ cho những người đệ tử của Phật trong một cái giai đoạn này. Nếu mà được học cái giáo án này mà chấp nhận cho một cái người cư sĩ mà vào đạo, chúng ta phải trang bị cho họ những cái pháp môn tu hành nào, những cái gì chúng ta phải dạy cho họ trước. Sau khi họ đã thấm nhuần được, chúng ta thấy à bây giờ mới làm cái lễ cho họ thọ Tam Quy Ngũ Giới, thì chừng đó cái người cư sĩ mà đệ tử của Phật có phải là cái người đã đem lại cái hạnh phúc cho gia đình họ, đem lại cái sự không đau khổ cho mọi người trong gia đình họ. Còn bây giờ chúng ta không có trang bị cho họ những cái gì hết theo cái giáo án này, mà nếu mà trang bị cho họ đầy đủ thì khi họ Tam Quy Ngũ Giới xong rồi thì họ làm người cư sĩ đệ tử của Phật xứng đáng chưa? Rất xứng đáng. Họ đem lại hạnh phúc gia đình của họ, họ đem lại sự an vui cho chồng sống của họ, không bao giờ họ còn say sưa chửi mắng chồng sống, không bao giờ mà họ còn giận dữ một con chó con gà của chồng sống qua nhà họ mà họ làm thế này thế khác. Đó là những cái chúng ta phải trang bị, những cái pháp môn, những cái sự thông hiểu, những cái hiểu biết để cho cái người cư sĩ họ sắp sửa là đệ tử của Phật, khi mà họ Tam Quy Ngũ Giới là họ là người cư sĩ đệ tử của Phật rồi. Đạo Phật không chấp nhận những người cư sĩ chuyên tâm. Đây quý vị phải hiểu, khi mà mình thọ Tam Quy Ngũ Giới rồi mà mình còn những cái điều này thì Đức Phật làm sao mà chấp nhận mình là đệ tử của Phật được. Một, làm khổ người, hở rằng có chuyện gì mình mạ nhục, mình đánh đập người ta, mình coi đầy tớ của mình không phải là con người nữa, lúc mình tức giận thì cho nên đó là cách thức mình làm khổ người. Hai, làm khổ mình, mỗi mỗi chút nào cũng rầu lo, cũng tức giận ở trong người của mình, thì như vậy mình có phải xứng đáng là người đệ tử của Phật không? Người đệ tử của Phật không bao giờ tức giận, luôn luôn lúc nào chúng ta cũng thấy là cái sự phiền não tức giận của mình, tức là mình tự làm khổ lấy mình rồi. Mình hãy xả bỏ cái đó đi, thì cái người mình đã trang bị cho cái người cư sĩ họ sắp sửa là trở thành người đệ tử của Phật chính thức thì họ không bao giờ họ làm khổ họ, mà họ không bao giờ làm khổ người. Thì như vậy chúng ta thấy một cái người thầy mà đại diện cho Phật pháp là một vị tăng, là khi một cái người cư sĩ họ trở thành một